Nơi từ xưa đang đứng là ở đường ven biển nha anh em, đường ven biển Ninh Thuận. Nó cảnh đẹp thì khỏi chơi luôn. Nơi đây có làm cho khách du lịch à, ngắm cảnh nè ha, đậu xe ngắm cảnh gì nữa. Quá phê, quá phê. Và mình đã thấy một chiếc bành chụp nha anh em. Bành chụp vỏ sắt nha. Anh chạy anh dàn 4 cái ngán ra nè. Quá nhảy sóng rồi. Bốn cái ngán đó dàn ra là một cái ngán là mười mấy mét nha anh em. Tính ra cái chu vi của chiếc này là tính hai cái đầu ngán á, là cỡ tính thân tàu luôn là cỡ 40 mét á, 40 mấy mét á, bề ngang nó sải ra. Nhảy kìa. Đã thiệt. Vỏ sắt nha. Mình đang đứng trên núi cao cho anh em. Bây giờ nhìn xuống biển đó, nó như vậy đó. À, cảnh này là khỏi chơi luôn rồi. Nó đã. Nhìn con mình chụp nó chạy kìa. Như là một chiếc tàu mô hình vậy đó. Biển rộng bao la. Ta chỉ là hạt cát giữa đại dương ha. Nhìn đã thiệt. Rồi bây giờ là mình đã thấy một chiếc ghe nhỏ xíu luôn. Đó nhảy sóng nè. Đã phê. Này ghe hai mắt đó anh em, đánh lưới gì đó ha. Mình thấy một chiếc ghe nha. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh, biến. Rồi, ghe câu có gì đây? Câu hay đánh lưới đó anh em. Câu nha, ảnh đang phăng cái gì đó, phăng dây đó. Mình thấy một chiếc tàu nó chở cái gì mà khẩm ghê vậy trời. Nó chở cái gì kìa, ghê không? Sóng thật nè. Mét nha anh em, chiều dài á. Phía đây nè mình thấy cũng có con tàu nó chở cái gì nữa nè. Nơi đây từ xưa cũng thấy một chiếc ghe nhỏ xíu. Ngày gì đây, biến. Cũng là mình chụp luôn. Mình chụp nha anh em. Đó, nhảy sóng nè. Dữ rồi. Chiếc này có 5 mét mấy rồi nha, bình ngang nha.
Dài 78 mét ha. Đã thiệt, cao quá. Nơi đây là chụp ảnh cưới hoặc là dắt bạn gái đi chơi là tuyệt vời. Đó thiệt. Trời ơi nó đẹp dã man luôn. Đó. Có một cái tắm biển là hơi mệt nha anh em, nắng lắm. Thấy cái này đang câu cá. Đam mê nha. Từ đây đứng xuống dưới là cỡ mấy chục mét nha anh em, mới lội xuống dưới được nha. Wow, đẹp. Quá đẹp nha anh em, trời ơi. Khỏi chê, nước thì trong xanh. Ba anh này đang câu cá nha, đam mê bất diệt. Đam mê bất diệt nha anh em. Quá lý tưởng. Quá trời núi anh em ơi, đẹp thiệt. Cảm giác là nó lần đầu tiên thấy đã. Việt Nam là phải nói là xinh đẹp, khó thể diễn tả bằng lời hết được đâu. Phát hiện một anh đang câu cá nha. Đó. Ai giàu kệ ai ha. Cứ mặc kệ đời đi. Sống cho niềm vui của mình là được rồi. Tảng đá khá bự nha nè. Tiếp tục cuộc hành trình thôi.
Nha Trang, Khánh Hòa nha.